Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cao hơn dân sự một cái đầu. Tôi đang nói một cái đầu đây không có nghĩa nói về thuộc thể đâu. Nhưng mà chúng ta phải cao hơn về thuộc linh. Ở đây không nghĩa là chúng ta kiêu ngạo, nhưng chúng ta phải trả giá hơn, học hỏi hơn. Rồi chúng ta cũng phải rèn luyện nhiều hơn. Xin lỗi bà chị em, dân sự có thể đọc một năm một lần trực cái cuốn Kinh Thánh, nhưng chúng ta phải đọc gấp đôi họ, chứ không thể nào ít hơn họ được. Dân sự họ có thể chỉ đến, họ thờ vườn Chúa, họ nghe lời Chúa, rồi thôi, rồi họ trở về. Nhưng chúng ta không phải như thế, mà chúng ta phải là người nghiên cứu, rồi chuẩn bị để luôn luôn có những cái thức ăn tốt cho dân sự của Đức Chúa Trời. Cho nên việc mà anh chị em phải trải nghiệm, nó không bao giờ là vô ích đâu. Những cái gì mà chúng ta chịu thúc ép không bao giờ là vô ích đâu, nhưng nó sẽ là hành trang để chính chúng ta đắc thắng, làm gương cho dân sự của Đức Chúa Trời, để họ cũng sẽ noi dấu theo chân của chúng ta và họ tiếp tục hầu vị Chúa trong thế hệ kế thừa. Chúng ta đã trải qua hai cái điều kiện để trở thành một người lính giỏi. Thứ nhất là phải trở nên một người mạnh mẽ. Thứ hai đó là chúng ta phải có một cái tâm tình để truyền đạt cho cái thế hệ kế tiếp. Và bây giờ về phương diện cá nhân thì sao? Ngoài vấn đề chúng ta được mạnh mẽ thì chúng ta cần cái điều gì nữa? Ở trong câu số 3, sứ đồ Phaolô nói rằng hãy cùng ta chịu khổ. Nha, hãy cùng ta chịu khổ. Chà, nói đến đây thì chắc là chúng ta không muốn rồi phải không ạ? Người hầu vị Chúa mà chịu khổ gì? Hầu vị Chúa chúng ta phải ngồi chơi say nước chứ. Chúng ta thấy là người hầu vị Chúa luôn luôn là coi như là được ưu ái, rồi ăn mặc đẹp. Thật ra cái đó là cái động cơ đầu tiên để tôi đi hầu vị Chúa đó. Mà đầu tôi hầu vị Chúa không phải là chịu khổ đâu. Tôi thấy hầu vị Chúa, tôi thấy rằng là thứ nhất không phải làm lụng cơ khổ. Thứ hai, ai gặp mình cũng dạ chào thầy à. Tôi thấy mấy mục sư là mặc đồ rất là đẹp ha, thắt cà vạt ha, rồi cầm cái Santonai ha, đi bằng nhìn thấy oai phong lắm. Nhưng đâu có biết rằng đằng sau cái oai phong đó là những cái đầu gối nó chai. Những cô đơn tột cùng, những cái sự trả giá, sự thử nghiệm đủ cách hết. Một khi đã đáp ứng với sự kêu gọi của Chúa thì đừng bao giờ chúng ta than khổ. Sứ đồ Phi-rơ nói như thế nào? Chúng ta xem ở trong Phi-rơ nhì đoạn 1 câu số 9 và câu 10. Nhưng ai hiểu những điều đó thì thành ra người, xin lỗi, nhưng ai thiếu những điều đó thì thành ra người cận thị, người mù quên hẳn sự làm sạch tội mình ngày trước. Câu 10. Vậy hỡi anh em, hãy chú ý cho chắc chắn về sự Chúa kêu gọi và chọn lựa mình. Làm điều đó anh em sẽ không hề vấp ngã. Trong nguyên nghĩa thì nói như thế này: vậy anh em hãy chú ý cho chắc chắn về sự kêu gọi của Chúa và sự chọn lựa của mình. Kêu gọi của Chúa và đáp ứng của mình. Khi Chúa gặp Phi-rơ, Giăng, Gia-cơ, con của Sê-bê-đê thì Chúa nói hãy theo ta, ta sẽ khiến ngươi trở nên tài đánh lưới người. Thì những người đó làm gì? Bỏ hết tất cả mà theo Chúa. Họ có quyền không bỏ. Họ có quyền không theo Chúa được không? Có. Matthew đang làm sở thâu huế được mọi người tôn trọng. Nhưng Chúa gặp Matthew nói là hãy theo ta. Matthew có quyền nói rằng là tôi đang làm cái công việc này rất tốt. Nhưng mà Matthew có một sự chọn lựa là mày thôi chọn theo Chúa. Một khi đã chọn theo Chúa thì đừng bao giờ than khổ nữa. Một khi đã chọn hầu vì Chúa thì đừng than khổ nữa. Còn than khổ thì chúng ta đang phải xem xét lại cái sự chọn lựa của mình có đúng đắn hay không. Một khi đã bước vào trong chức vụ để hầu vì Chúa thì cho dẫu chúng ta trả giá như thế nào, cho dẫu chúng ta bị ép như thế nào thì không hề than vãn. Chấp nhận tất cả mọi thứ. Chúng ta cần phải vượt hơn những người mà chúng ta đang dẫn dắt họ. Bởi vì anh chị em có thể khóc với Chúa, anh chị em có thể quỳ với Chúa, anh chị em có thể nằm lăn lết với Chúa, nhưng mà trước mặt dân sự của Chúa Trời thì anh em không thể nào làm như vậy được. Có ai đã từng chai đầu gối với Chúa rồi ạ? Có ai đã từng nằm vùi nhiều ngày tháng suy sụp? Có những lúc anh chị em cô đơn ở trong cái ngay trong chính cái chức vụ của mình. Có những anh chị em cô đơn ngay trong chính cái công trường thuộc linh của mình. Trong khi mọi người đang ngủ, anh chị em có thức để cầu nguyện. Trong khi mọi người đang êm ấm trong cái chăn gối thì anh chị em đang lặn lội trên đường để đi thăm viếng, chăm sóc, cầu thai cho người này người kia. Những điều đó có ai cảm thông cho mình?
Đừng mong chờ một ai cảm thông cho chị em đâu. Bởi vì đó là sự chọn lựa của chúng ta. Chúa kêu gọi, trong có lời hứa của Chúa về sự Ngài đã kêu gọi. Ở trong sách Roma đoạn 8. Roma đoạn 8. Câu 29 và câu 30. Vì những kẻ Ngài đã biết trước, Ngài cũng đã định sẵn để trở nên giống như hình bóng của con Ngài, hầu cho con Ngài được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Chúng ta đọc chung với nhau câu 30. Còn những kẻ Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi. Những kẻ Ngài đã gọi thì Ngài cũng đã xưng là công bình. Và những kẻ Ngài đã xưng là công bình thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Như vậy cái chương trình, cái kế hoạch của Đức Chúa Trời dành cho những người Ngài gọi đó là gì? Cái cuối cùng của nó là gì anh chị em? Vinh hiển. Phaolô nói như thế này: những cái điều mà anh chị em phải trả giá bây giờ đó, sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hậu đến. Ở trong câu số 18, những cái sự đau đớn bây giờ, những cái gì mà anh em trả giá bây giờ, nó không có đáng so với sự vinh hiển hậu đến. Ngày hôm qua chúng ta nghe những cái lời chứng của những người mà họ đã trải qua sự chết và họ thấy được thiên đàng. Thật sự những điều đó nó không có lạ. Tại vì ở trong Matthew đoạn 17 có nói về cái sự hóa hình mà chính Chúa Giêsu Ngài ở trên núi hóa hình đó, và Phi-e-rơ, Giăng và Gia-cơ đã nhìn thấy thiên đàng ở đó rồi. Sứ đồ Giăng cũng đã từng thấy ở tại đảo Bát-mô, mặc dù ông bị đài, nhưng mà tại đó ông cũng đã thấy cái sự hiện diện của Chúa và thiên đàng đang được mở ra cho đời sống của ông. Tôi nghĩ hai ngày qua chúng ta không có thể gọi là được trả lời hết những cái thắc mắc của chúng ta về thiên đàng đâu. Bởi vì nó nhiều thiên đàng chứ không phải là một thiên đàng. Trước khi Chúa Giêsu Ngài chết, Ngài thăng thiên thì lòng Abraham đó chính là thiên đàng. Tức là nơi để giữ linh hồn của những người chết trong Chúa. Khi Chúa Giêsu Ngài chết và Ngài sống lại thì những người mà chết trong Chúa là những người lập tức ở nơi Paradise, tại đó là thiên đàng. Thiên đàng nào nữa? Thiên đàng nào nữa? Ở đâu? À, tức là vào nơi rất thánh hả? À, trong nơi thánh ở trong Hebrew đoạn 9 hả? Yeah. Thiên đàng đó là ngay nơi ngay của Đức Chúa Trời Ngài ngự. Và sau khi mà trời cũ, đất cũ này bị cuốn đi, thì trời mới, đất mới, Chúa đã tạo nên trời mới, đất mới và Jerusalem mới. Thì lúc bây giờ Đức Chúa Trời Ngài sẽ ngự xuống trong Jerusalem mới. Thì đó cũng là thiên đàng dành cho cuối cùng cho chúng ta. Nhưng không phải ai cũng ở trong Jerusalem mới đâu chị em. Có những người ở Jerusalem mới, nhưng có những người ở trời mới, đất mới. Cho nên Chúa công bằng lắm. Ngày hôm nay chúng ta thấy là có những người ăn mặc rất là bảnh bao, nhưng mà chưa chắc ở trong Jerusalem mới. Và những người cho nên trong Jerusalem mới chỉ dành cho những người vâng phục, vâng lời Chúa thì được mặc Jerusalem mới. Nhưng mà chúng ta cũng được trời mới, đất mới, cũng sướng rồi ha. Và Jerusalem mới trở thành trung tâm của sự thờ phượng. Và tại đó chiên con là đèn của Jerusalem mới, và tất cả những người kính sợ Chúa, vâng phục Chúa thì được ở trong Jerusalem mới. Còn trải qua các thời đại, những người tin Chúa, có người yếu đuối, có người thế này thế kia, có người được cứu dường như qua lửa, thì họ ở trời mới, đất mới. Nói chung cũng mới là được rồi. Nhưng mà muốn vào Jerusalem mới thì phải làm gì ạ? Phải vâng lời, kính sợ Chúa và vâng phục Chúa. Chúng ta ở Jerusalem mới. Còn ở trời mới, đất mới, những người đang ở trời mới, đất mới mà muốn vào Jerusalem mới thì phải gì? Phải ăn cái gì ạ? Phải ăn cái gì mới có đủ sức để vào Jerusalem mới? Anh em đọc Khải Huyền đoạn 21, 22. Không, không được ăn trái cây gì sống. Mà ăn cái lá thôi, không được ăn trái. Đúng không? Đúng không? Chúng ta đọc Khải Huyền 21 chưa? Phải ăn cái lá thì mới được có sức để vào trong Jerusalem mới. Còn ở cái trái dành cho ai? Dành cho người ở trong. Những người ở trong được ăn trái, những người ở ngoài ăn lá. Vậy này muốn ăn trái hơn là ăn lá không được à? Nhưng mà thật ra thì tôi thấy rằng là có những người Kinh Thánh nói gì là họ sẽ khóc á. Họ sẽ khóc mặc dù họ được cứu, nhưng họ khóc: ồ, tiếc, có phải chi mình chỉ cần thêm một chút xíu nữa là mình được vào trong thành thánh luôn rồi. Nó giống như là ngày hôm qua chúng ta được mô tả đó, có những người là ở, ví dụ như ở Sài Gòn ha, có người ở tận miền miền Tây, miền cao, miền xa gì đó, họ không được ở thành thị,
Thì Jerusalem mới nó giống như ở thành thị vậy đó. Cái đó là cái sự mô tả thôi. Nhưng mà thực sự thì tôi nghĩ rằng là cái người mà được mình được được không gọi là không còn bị định tội, đó là một cái điều phước hạnh rồi, phải không ạ? Nhưng trẻ em ơi, Chúa không dừng lại ở chỗ là chúng ta chỉ được như vậy thôi. Nhưng mà ý muốn của Chúa là gì? Trở lại câu 30 là Ngài muốn chúng ta được vinh hiển, chứ không phải Ngài chỉ muốn cho chúng ta dừng lại ở chỗ là ô chúng ta chỉ hầu việc Chúa được thôi. Ở trong Sinh Học Tin Lành Giăng thì nói là sao? Người ai hầu việc ta thì cha làm ta làm gì ạ? Ác tôn quý người, ở trong Giăng đoạn 12 câu 26. Nếu ai hầu việc ta thì phải theo ta, và ta ở đâu thì cái hầu việc ta cũng sẽ ở đó. Nếu ai hầu việc ta thì cha ta ác tôn quý người. Đọc câu này rất là dễ và chúng ta cảm thấy rất là thích. Chúng ta thích vì có là gì? Ngài hứa với con là coi như là Ngài ở đâu con ở đó, sướng quá. Và ai hầu việc cha ta thì cha ta ác tôn quý người. Nhưng mà không dễ để ca ngợi Chúa trong ngục tù, phải không ạ? Sứ đồ Phaolô và Sila đã ca ngợi Chúa tại ngục tù đó. Ai dẫn ông vô tù vậy? Ai ạ? Ai dẫn Phaolô và Sila vô tù? Chúa. Đúng chưa? Tại vì ông định đi qua cõi A-C để ông truyền giáo. Rồi ông sắm sửa đi vào cõi Bithyni, nhưng mà Thánh Linh không cho phép. Thánh Linh của Đấng Christ không cho phép, cho nên cuối cùng ông đêm đó ngủ lại và ông thấy một người Macedoan. Hãy qua đây cứu chúng tôi với. Thì Phaolô thức dậy đánh Sila. Sila dậy. Gì thì đây, mới ngủ chút xíu. Chúa kêu qua Macedoan. Dạ. Lên đường. Wow, đuổi được con quỷ phi tôn. Hãnh diện vô cùng phải không? Nhưng mà cũng lúc đó bị bắt, bỏ vô tù. Ai cho Joseph chim bao ạ? Mấy lần? Hai lần. Ai đưa Joseph quăng, bị quăng xuống hố ạ? Anh em Joseph, đúng chưa? Anh em Joseph quăng vô tù, quăng xuống hố. Rồi ai bán Joseph? Anh em bán. Ai quăng Joseph vô trong tù? Potiphar. Rồi cuối cùng thì Joseph làm thầy tướng. Thì ai đưa Joseph đến đó để làm thầy tướng? Pharaoh. Nhưng mà khi mà Joseph gặp các anh thì Joseph nói sao? Không phải các anh đưa tôi đến đây đâu, không phải đâu, mà là Đức Chúa Trời đưa tôi đến đó. Nhưng mà cái con đường Đức Chúa Trời đưa nó lạ kỳ lắm. Nó lên bờ, nó xuống ruộng, nó xuống hố, vô tù luôn đó. Ai muốn làm thầy tướng? Khi mà đứng để mà truyền lệnh một cái, tà linh nó sợ hãi, nó run rẩy, nó chạy trốn. Thì đặt tay một cái người ta được chữa lành. Ai cũng thích cả. Nhưng mà để trải qua điều đó, nó không dễ chút nào cả. Phaolô phải bị ép. Phaolô chịu cái sức ép đó. Chúng ta xem ông bị ép như thế nào. Cô-rinh-tô nhì đoạn 4, từ câu 7 cho đến câu số 9. Câu 7 đến câu 9. Ông bị ép như thế nào đây? Xin đọc với nhau. Nhưng chúng tôi đựng của quý này trong trọng bằng đất, hầu cho tỏ quyền phép lớn dường ấy là bởi Đức Chúa Trời mà ra, chớ chẳng phải bởi chúng tôi. Câu 8. Chúng tôi bị ép đủ cách nhưng không đến cùng, bị túng thế nhưng không ngã lòng, bị bắt bớ nhưng không đến mỏ, bị đánh đập nhưng không đến chết mất. Rồi trong đoạn 6 thì ông phải bị oan ức rất là nhiều. Trong đoạn 6 từ câu số 7, số 5, xin lỗi câu 4. Nhưng chúng tôi làm cho mình đáng trường trong mọi sự như kẻ hầu về Đức Chúa Trời, bởi lòng nhịn nhục. Bởi lòng nhịn nhục lắm trong những sự hoạn nạn, thiếu thốn, khốn khổ, đòn gọt, lao tù, rối loạn, khó nhọc, tỉnh thức, kiên ăn, bởi sự thanh sạch, thông biết, khoan nhẫn, nhân từ, bởi Đức Thánh Linh, bởi lòng yêu thương thật tình, bởi lời chân thật, bởi quyền phép Đức Chúa Trời, cầm những khí giới trong công bình ở trong tay hữu và tay tả, dầu vinh dầu nhục, dầu mang tiếng tốt, dầu được tiếng xấu, ngó như phỉnh dỗ nhưng là kẻ thật thà, ngó như kẻ xa lạ nhưng là kẻ quen biết lắm, ngó như gần chết mà nay vẫn sống, ngó như bị sửa phạt mà không chịu đến chịu chiết, ngó như buồn rầu mà thường được vui mừng, ngó như nghèo ngặt mà làm mà thật làm cho nhiều người được giàu có, ngó như không có gì cả mà có được mọi sự. Chúng ta được trải qua bao nhiêu phần trăm của điều Phaolô phải trải qua rồi ạ? Quá ít đúng không ạ? Dạ, chưa hết đâu. Đoạn 11 từ câu 22, họ là người Hebrew phải chăng? Tôi cũng vậy. Họ là người Israel phải chăng? Tôi cũng vậy. Họ là dòng dõi Abraham phải chăng? Tôi cũng vậy. Câu 23, họ là kẻ hầu việc của Đấng Christ phải chăng? Ừ, tôi nói như kẻ dại dột, tôi là kẻ hầu việc hơn. Tôi đã chịu khó nhọc nhiều hơn, tù rạc nhiều hơn, đòn vọt quá chừng. Bao phen tôi cần phải bị giết,
bị chết, 5 lần bị người Giuđa đánh roi, mỗi lần thiếu một roi đầy 40, 3 lần bị đánh đòn, 1 lần bị ném đá, 3 lần bị chìm tàu, tôi đã ở trong biển sâu 1 ngày 1 đêm. Lại nhiều lần tôi đi đường, nguy trên sông bến, nguy với trộm cướp, nguy giữa dân mình, nguy với dân ngoài, nguy trong các thành, nguy trong các đồng quán, nguy trên biển, nguy với anh em giả dối, chịu khó chịu nhọc, lắm lúc thức đêm, chịu đói khát, thường khi phải nhịn ăn, chịu lạnh và lõ lồ, còn chưa kể sự khác là mỗi ngày tôi phải lo lắng về hết thải hội thánh. Chứ là được bao nhiêu phần trăm cái này ạ? Dạ, ai muốn làm đại tướng? Là bị một sư phụ dọa phải không? Không, thưa anh chị em. Tất cả như này là điều mà sư đồ Phaolô ông viết lên này không hề có một sự than vãn. Mà thậm chí ông hãnh diện. Ông kêu gọi những người ở ngoài tù á, nói với lại Timôthê là con đừng vì cớ ta chịu tù mà con lấy làm xấu hổ. Cái điều ông chịu tù đó, cái điều mà ông hãnh diện vì các ông được, chứ không phải ông bị. Có thể ngày hôm nay chúng ta không có lao tù giống như là Phaolô, nhưng mà chúng ta cũng sẽ trải qua những cái sự thách thức, những khó khăn mà có thể người khác chưa bao giờ nhìn thấy anh chị em. Cho nên sư đồ Phaolô mới kêu Timôthê là gì? Hãy cùng ta chịu khổ như là người lính giỏi. Ồ, đang lãnh đạo hội thánh ngon lành, tự nhiên bây giờ quay qua ông thầy ông kêu vào lại hết đi con. Chắc chuẩn bị là nghĩ là đi Mỹ hay là đi châu Âu vậy ha. Nhưng mà không, con phải chúng ta chịu khổ, chịu khổ như lĩnh giỏi. Cái sự chịu khổ đây nó có thể hàm ý về cả về thuộc linh lẫn về thuộc thể. Có thể anh em sẽ bị vu cáo, có thể anh em bị nhiều cái áp lực, có thể anh em gặp những sự thiếu thốn, có thể anh em bị những cái sự chê bai, hoặc là họ có những cái thái độ không đúng với anh chị em. Nhưng tôi nói với chị em rằng là người tín hữu vô tư họ có thể ít chịu lắm. Chúng ta không đừng so mình với người tín hữu, nhưng mà chúng ta cần so mình với mình, so mình với sự kêu gọi của Chúa trên đời sống của mình. Và liệu những cái điều mà chúng ta chịu đựng đó nó đem lại ích lợi gì cho chúng ta? Ích đủ mọi đàng. Phaolô nói như vậy, ích đủ mọi đàng. Người ta hầu việc Chúa, có những người thì sao? Họ tận dụng cái cơ hội, họ tận dụng những cái hoàn cảnh gì đó để họ có thể vươn lên. Nhưng mà đối với một người lính giỏi thì họ không phải là người lợi dụng cơ hội, nhưng mà họ là người tận dụng. Kể cả cơ hội đó, kể cả cái điều đó là ngục tù đi chăng nữa, kể cả điều đó là một cái điều mà người ta có thể là đổ vấy cho anh chị em những cái sự cặn bã. Nhưng nếu anh chị em ngay thẳng trước mặt trời thì anh em không cần phải sợ hãi, không cần phải buồn bã, không cần phải xấu hổ về điều này, mà chúng ta hãnh diện về điều này. Tôi nói với anh chị em 100% chúng ta đều có hết. Có những điều anh chị em phải trải qua còn hơn cả cái sự sỉ nhục nữa. Chứ không phải là chỉ sỉ nhục mà thôi. Chúng ta xem ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 1 câu 3 câu 4. Cô-rinh-tô nhì đoạn 1 câu 3 câu 4. Chúng ta Đức Chúa Trời Cha, Đức Chúa Jesus Christ chúng ta là Cha hay thương xót, là Đức Chúa Trời ban mọi sự yên ủi. Xin chúng ta đọc cùng nhau câu 4. Ngài yên ủi chúng tôi trong mọi sự khốn nạn, hầu cho nhân sự yên ủi mà Ngài đã yên ủi chúng tôi thì chúng tôi cũng có thể yên ủi kẻ khác trong sự khốn nạn nào họ gặp. Vậy để làm sao để anh chị em có thể yên ủi được cái người khốn nạn nếu chúng ta không trải qua sự khốn nạn? Cái sự khốn nạn có thể tôi chịu nó khác với cái sự khốn nạn anh em chịu. Có ai khốn nạn chịu khốn nạn hơn là ông Gióp không ạ? Cùng một ngày tài sản mất hết, cùng một ngày 10 đứa con chết hết, và một ngày nọ thì cái người vợ yêu dấu hằng ngày nói là không có anh em sống không nổi. Thì hôm nay người vợ nói sao? Bây giờ mà con nhớ, con hoàn toàn biết cái trời à, sỉ nhục biết cái trời mà chết đi, sỉ nhục cái đấng mà anh tin đó, cái đấng mà anh ca ngợi đi, cái đấng mà anh kính sợ đó, sỉ nhục mà chết đi. Có khốn nạn nào hơn cái khốn nạn đó không chị em? Không. Cho nên có những thứ mà chúng ta trải qua đó, nó không có, không tìm ở đâu khác ngoài trong cái con đường thập tự giá mà chúng ta phải đi. Và con đường đó anh chị em và tôi phải trả giá, chúng ta phải bước đi. Bởi vì sao? Đằng sau đó là vinh quang. Tôi nhớ có một bài hát mà chúng tôi thường hay khích lệ với nhau khi chúng tôi truyền giáo.
Kìa Chúa đang chờ ta ở cuối con đường. Có ai biết bài hát đó không? Hãy vứt xa lòng ta bao điều vấn vương. Luôn tôi thường nhọc nhằn đau thương, bên Giê-xu tràn ngập ánh dương. Ta lên đường tìm về quê hương, ta đi về miền ruộng đồng, ta đi về miền thị thành, ta đi cho tiếng khóc đêm đêm không còn, ta đi làm chứng nhân cho Giê-xu đến toàn thế giới. Niềm tin ta mang trong tim là trong tay, trong tim là trái tim chẳng cứ tình yêu. Tôi mỗi lần mà khi những lúc mà mệt mỏi, chúng tôi có cái bài hát chúng ta, tôi ca ngợi Chúa như vậy: tôi đi về miền ruộng đồng, ta đi về miền thị thành, ta đi cho tiếng khóc đêm đêm không còn, ta đi làm chứng nhân cho Giê-xu đến cùng thế giới. Niềm tin ta mang trong tâm là trái tim chẳng chứa tình yêu. Chúng ta thường cùng khích lệ với nhau để bước đi, bởi vì còn bao nhiêu tiếng khóc đêm đêm cần chúng ta, anh chị em. Thành thị có tiếng khóc không? Miền quê có tiếng khóc không? Cao nguyên có tiếng khóc không? Họ có. Có những tiếng khóc đêm đêm. Và Chúa muốn chúng ta đến để khiến cho cái tiếng khóc đó không còn nữa. Có phải khi mà chúng ta giúp cho một ai đó tin Chúa và tiếng khóc của họ ngưng lại, đó là niềm vui và phần thưởng cho tôi và anh chị em, phải không? Chúng ta không mệt mỏi khi chúng ta phải đi như vậy. Tôi nói thật, nếu ai trong hội bề Chúa mà đi hội bề Chúa mà cứ than mệt mỏi, than này than kia, thì tôi nói rằng nên đi ra Quảng Ninh sống, đừng sống ở vùng này. Tại vì Quảng Ninh nó có nhiều mỏ than lắm. Khi chúng ta than là chúng ta đang ca ngợi đấng chiêu mộ mình, hay là chúng ta đang sỉ nhục đấng chiêu mộ mình ạ? Cho nên ở đây nói về cái vấn đề là cái sự khốn nạn mà chúng ta gặp. Tôi thật sự tôi thấy Phaolô ông đã gửi cái thư này cho hội thánh Côrintô. Đây là bức thư thứ hai ông gửi. Mà tôi nghĩ rằng hội thánh Côrintô cũng là hội thánh, họ có thể chịu sự sỉ nhục, chịu bắt bớ, chịu đủ thứ hết, nhưng có thể họ than vãn lắm. Có thể họ không có thoải mái để có thể nhận được, chấp nhận được những cái hoàn cảnh như thế của người học về Chúa. Cho nên Phaolô phải gửi cái thư này. Và tôi cảm tạ Chúa vì có những cái lời lẽ trong thư này để cho giúp tôi và anh chị em ngày hôm nay chúng ta sẽ không còn than khổ nữa. Nhưng chúng ta hãy cảm ơn Chúa vì hoàn cảnh này xảy đến cho con. Con tin rằng hoàn cảnh này xảy đến cho con không bao giờ là vô cớ đâu. Những điều mà con đang đối diện không bao giờ là vô cớ đâu. Cách nay chưa đầy một tháng, Ma Hảo ở đây, vợ về với Chúa, để lại ba con thơ. Và chúng tôi không biết phải nói gì với anh em mình. Chúng tôi cũng cầu nguyện và Chúa làm phép lạ, là vợ đã khỏe mạnh trở lại, ăn uống trở lại, vui mừng lắm. Nhưng mà đúng một ngày kia thì em báo cho chúng tôi rằng là: thầy ơi, vợ con mệt lắm, phải đưa đi cấp cứu. Thật ra ngay lúc đó Chúa phán với tôi rằng là Chúa đem người này về. Nhưng mà với tâm lương tâm của một người hầu vì Chúa, tôi không thể nói cái điều đó được. Tôi khích lệ Ma Hảo tiếp tục cầu nguyện Chúa. Và chỉ trong sau khoảng 2 ngày thì vợ đã về với Chúa. Anh chị em có nghĩ rằng cái điều đó khốn nạn không? Nếu nhìn vào mắt của con người, người ta đã sỉ nhục Ma Hảo kinh khủng. Nhưng mà cảm ơn Chúa, có những anh chị em đồng lao, có những em kề cận để khích lệ em, khích lệ mà em được. Và hôm nay em ngồi đây để tiếp tục và nói rằng là con sẽ tiếp tục phải hầu việc Đức Chúa Trời. Hallelujah. Và tôi tin một lúc nào đó Chúa sẽ dùng Ma Hảo đó có thể khích lệ một ai đó, và Chúa có thể sức dầu cho Ma Hảo để có thể cầu nguyện cho những ai đó từng những bị những căn bệnh như vợ của mình và được chữa lành. Có những cái tiếng khóc và chúng ta sẽ đến để có thể rao ráo nước mắt họ. Đó là điều mà chúng ta trả giá. Không bao giờ mà anh chị em chịu đựng mà vượt quá sức của chị em đâu. Và Chúa đem anh em ra khỏi, nhưng mà qua ra khỏi đó thì chính em có một cái sự trải nghiệm đó. Nếu chúng ta chưa bao giờ cảm thông được, hay là chúng ta chịu đựng được những cái nghịch cảnh như thế, thì chúng ta không bao giờ chúng ta có thể cảm thông với người khác và chúng ta có thể giúp đỡ cho người khác để trở dậy. Phaolô nói rằng anh em yếu đuối, tôi chẳng từng yếu đuối ư? Ồ, chúng ta nghĩ rằng một cái người rất là mạnh mẽ chứ Phaolô làm sao có thể yếu đuối? Chúng ta nghĩ rằng là chắc ông là một Superman, tức là ông là một siêu nhân á. Không, ông nói tôi cũng là một người yếu đuối. Nhưng cái sự yếu đuối của ông không phải là yếu đuối như một người yếu đuối. Nhưng cái sự yếu đuối đó để ông có thể trải nghiệm được tình yêu của Đức Chúa Trời và Ngài nâng đỡ ông ở trong đời sống chức vụ. Và cảm ơn Chúa có những lá thư được viết lại để khích lệ tôi và bà chị em, để tôi và bà chị em sẽ chấm dứt sự than khổ, mà chúng ta bắt đầu ca ngợi Chúa ngay cả trong nghịch cảnh chị em. Như vậy Phaolô nói gì? Hãy cùng ta chịu khổ như người đến dội.
Như vậy nó không phải là cái sự chịu khổ đây là có nghĩa là đau khổ và buồn thảm, nhưng chúng ta cái người chịu khổ vì là môn đồ của Chúa đó, thì chúng ta biết trước được cái sự chịu khổ đó nó đem lại ích lợi gì. Trong cái điều này thì hơn ai hết Phi-e-rơ đã mô tả cho chúng ta ở trong Phi-e-rơ nhì đoạn 4 từ câu 12 cho đến câu 14. Xin lỗi, Phi-e-rơ nhất đoạn 4 câu 12 đến 14. Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu 12 đến 14. Anh chị em chúng ta đọc với nhau con thánh này. Xin bắt đầu. Hỡi kẻ rất yêu dấu, khi anh em bị trong lò lửa thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường. Câu 13. Nhưng anh em có phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu thì hãy vui mừng bấy nhiêu, hầu cho đến ngày vinh hiển của Ngài hiện ra thì anh em cũng được vui mừng nhảy nhót. Quý bằng anh em vì cớ danh Đấng Christ chịu sỉ nhục thì anh em có phước, vì vinh hiển và Thánh Linh của Đức Trời đậu trên anh em. Vậy thì theo Phi-e-rơ thì sao? Một cái người chịu thử thách thì ông nói đó là gì? Một chuyện bình thường. Mà ông gọi ở đây không phải là thử thách bình thường, mà ông gọi là gì? Lò lửa thử thách. Để trở thành một cái bình quý thì đất nó phải được nung. Tôi nhớ năm 96 tôi bắt đầu hầu việc Chúa. Tôi được cái động lực từ những cái quyển sách của một số dân ghi là Đức Tin Năng Động. Không biết anh em có đọc, từng đọc cái quyển đó chưa? Đức Tin Năng Động của Michio Yonggi. Hả? Quyển gì? Ô vậy hả? Nên đọc. Dạ nên đọc. Và tại vì tôi đọc xong tôi được thúc đẩy vô cùng luôn. Tôi được thúc đẩy để thách thức để hầu về Chúa vô cùng. Rồi cái thứ hai đó là tôi được những cái cuồng phim của mục sư gọi là Benny Hinn hả? Dạ, Benny Hinn. À, tôi thấy ông quăng cái áo, cái là người ta té cái rầm. Rồi, ông thờ phượng. Ông hướng dẫn thờ phượng. Rồi tôi thích lắm. Rồi tôi coi hàng chục lần cái cuộc phim đó. Và tôi mới cầu nguyện, tôi đưa tay về cái màn hình, tôi cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu. Xin Chúa Ngài cho con được sức dầu như Benny Hinn. Nhưng mà tôi không có xin sức dầu để chữa lành, mà sức dầu để hướng dẫn thờ phượng thôi. Cho xin ít tí thôi. 3 tháng sau tôi nhận được, bắt đầu Chúa sức dầu cho tôi trong lĩnh vực thờ phượng. Tôi tình cờ thôi, cái người hướng dẫn thờ phượng ngày hôm đó bị bệnh, và thế là tôi nói với người lãnh đạo, tôi nói rằng là con biết đàn, con có thể hướng dẫn thờ phượng thay được để không phải hát chay. Thế là người lãnh đạo đồng ý cho tôi đánh đàn, và ngày đó tôi đánh đàn, và lần đầu tiên tôi đánh đàn cho hội thánh hát. Hội thánh rất là phước, mọi người nói ô Lâm Bửu đánh đàn ngọt ngào quá, thờ phượng Chúa ngọt ngào quá. Và một khoảng thời gian sau thì tôi bắt đầu được vào đồng vắng. Ủa, tôi nói ủa sao kỳ vậy Chúa, tại sao con hậu vì Chúa, tại sao con lại có tình trạng này. Bắt đầu người ta nói tôi đủ thứ hết, nào là tà giáo, nào là phản bội, nào là nổi loạn, nào đủ kiểu hết. Tôi nói con không có, mà tại sao kỳ vậy Chúa. Người ta bị nói nữa, đuổi tôi ra khỏi cái hội thánh đó luôn. Và tôi trở thành một người cô đơn giữa cái thành phố này. Tôi không còn một người bạn nào hết. Họ gặp tôi, họ coi tôi như là ô uế. Tôi đưa tay bắt tay, họ không tiếp tôi. Tôi không còn chỗ nào ở luôn. Cuối cùng có một người anh em, anh nói là có cái chòi ở dưới, ở mé sông á. Bây giờ chỗ đó đó, không điện, không nước, không gì hết. Nhưng mà có cái chỗ để che nắng, che mưa. Thôi, thầy bảo là thầy ở đi. Chiếc xe đạp tôi cũng đi lấy lại luôn. Chiếc xe đạp là cái phương tiện duy nhất để tôi có thể chạy để thăm viếng chăm sóc con dân của Chúa. Tôi bị lấy ra luôn. Mà tôi ở trong một cái nhà như vậy. Trong cái nhà không điện, không nước, không gì hết. Tôi mua, tôi xin được một cái lò xô nấu dầu. Ở đây chắc chúng ta biết lò xô không? Dạ, tôi nói lò xô nấu dầu. Và ở tại đó thì nó có được hai cái gọi là cái khạp da bò. Ai biết cái khạp da bò không ạ? Nhỏ nhỏ, nó khoảng tầm 30 lít, 20 lít, 30 lít. Một cái khạp nguyên và cái khạp bể. Thì tôi múc nước
của sông Sài Gòn đó, tôi múc nước vô cái khạp bể, tôi mua phèn, tôi khuấy, tôi lắng xuống, rồi tôi múc nước trong, tôi đổ vào cái khạp này. Xong tôi mua cái quỳ tím á, tôi bỏ vô để khử khuẩn. Và tôi tắm vào nước đó, tôi tắm nước nó ghẻ nó mọc lên. Tại vì nước nó dơ lắm, nước sông Sài Gòn nó dơ lắm. Và ghẻ mọc lên. Tôi đi ăn cơm bên ngoài thì tôi phải uống cái trà đá đó, là tôi phải uống cho no. Để về không tôi không có nước uống. Anh chị em tưởng tượng, có tưởng tượng nổi không ạ? Tôi mua mì gói mà để dành. Cái lúc mà không còn tiền nữa thì tôi mua mì gói. Tôi mua mì gói mà sáng tôi ăn một gói mì. Trưa tôi ăn một gói rưỡi. Chiều tôi ăn một gói rưỡi. Và một ngày như vậy tôi ăn là tổng cộng là 4 cái gói mì. Tôi ăn như vậy là khoảng 1 tháng rưỡi. Con mắt tôi đổ gèn luôn. Và cũng là lúc đó Chúa bắt đầu sức dầu cho tôi. Một người chị em bị tà linh trong một cái giáo hội mà đuổi tôi ra. Trong giáo hội đã cầu nguyện không hết. Tôi không phải nói là mình hơn họ, nhưng tại vì Chúa muốn tôi phải có một cái sự trả giá như vậy đó. Thì tôi gặp cái người chị em đó. Người chị em đó nó nhờ là cầu nguyện. Tại vì người chị em này bị một cái căn bệnh là nó bị viêm tay giữa, nước mũ nó chảy ra, mà đi bệnh viện biết bao nhiêu bệnh viện không hết. Và chị em đến, và khi chúng tôi cầu nguyện, bắt đầu phép lạ Chúa xảy ra. Tà linh bị đuổi ra, 3 ngày sau lỗ tai khô hết. Và người đó bắt đầu đi làm đầu tiên. Tháng lương đầu tiên người đó 700.000, người đó đã dâng cho tôi 450.000 và nói rằng là Chúa kêu chị dâng cho em để em mua chiếc xe đạp mới để hầu việc Chúa. Lúc đó Chúa nói với tôi rằng đây mới là chức vụ mà ta dùng con. Và anh chị em ơi, cái sự trải qua cái nghịch cảnh đó, tôi nói là đó là lần đầu tiên trong cuộc đời của tôi mà tôi phải trải qua. Tôi không một lời than phản với bất cứ ai. Nếu tôi bóc điện thoại gọi về nhà, ba tôi sẵn sàng, được rồi, ba sẽ giúp đỡ cho con, hay là con về đây ở với ba đi. Tại cái việc tôi bước đi theo Thánh Linh của Chúa, ba tôi là người ngăn trở. Tại vì tôi đã từng xuất thân từ hội thánh CMA, và họ cho rằng là tôi được bắt tâm Thánh Linh, tôi lấy tiếng lạ là tà giáo. Và tất cả các anh chị của tôi đều ở bên CMA, chỉ có tôi và anh hai tôi là ở bên Tư Gia. Sau đó thì có em tôi bước đi theo. Nhưng mà còn tất cả các anh chị tôi, ba má tôi đều ở bên CMA hết. Cậu tôi cũng hầu vị Chúa với CMA luôn. Anh rể bà con của tôi cũng hầu vị Chúa CMA luôn. Họ là có cái chức quyền ở trong CMA rất là mạnh, rất là lớn. Và tôi thì tôi bước đi như vậy. Không một lời than vang gì cả. Và cảm ơn Chúa, sau cái trận đó thì bắt đầu Chúa sức dầu. Và phép lạ Chúa xảy ra liên tục. Nhiều người được chữa lành, nhiều người bị uy ám, được giải phóng. Và tôi thấy lạ lùng, bắt đầu chỉ trong thời gian, anh chị em tưởng tượng không, thời gian rất ngắn, chỉ có 3 tháng thôi hội thánh được thành lập. Và hội thánh tăng trưởng từ có 3-4 người thôi, bây giờ tăng trưởng đến 20, 30, 40, 50. Hội tăng trưởng rất là nhanh, qua những dấu kỳ phép lạ mà nhiều người ta đưa đến để mà tin Chúa và cầu nguyện. Nhưng mà cái bước thứ hai tôi lại bị gọi là đưa vào trong lò của Chúa một cách lớn hơn nữa. Là những cái nơi mà tôi mở ra hội thánh mất hết. Cái người chủ nhà họ không cho tôi đến nữa. Tại sao lại bị liên tục như vậy? Không có cái lý giải nào khác. Không một lý giải nào, không một cái sự giải thích nào. Mà tôi đã trải qua như vậy. Cho nên 2002 tôi cưới vợ. Và sau khi cưới vợ đó thì tôi lại bắt đầu xây dựng hội thánh. Và Chúa cho bắt đầu từ tháng 7 2002 là hội thánh được thành lập cho đến ngày hôm nay. Và trải qua nhiều lần người ta lấy hết tất cả những gì tôi có. Giống như ông Di Sát vậy đó. Đào giếng xong bị lấy, đào giếng tiếp bị lấy, đào giếng tiếp, và cuối cùng thì sao? Chúa để ra nơi rộng rãi. Nhưng thật ra trải qua những điều đó là gì? Đó là Chúa tôi luyện thôi. Chúa tôi luyện mình thôi. Nếu anh chị em đang ở trong cái sự tôi luyện này, tôi khích lệ anh chị em hãy tiếp tục nhìn Chúa. Bởi vì chắc chắn một điều là Chúa sẽ sử dụng anh chị em ở mục đích đặc biệt hơn. Cho nên đừng nản lòng. Nếu ai đang ở trong sự tôi luyện nha. Còn nếu ai chưa có được tôi luyện thì xin Chúa cho con có thể bước vào trong sự tôi luyện. Tại vì không bao giờ mà một cái công cụ nào mà Chúa dùng mà Chúa không trải qua tôi luyện cả. Thời gian được tôi luyện nhanh hay chậm cũng tùy thuộc vào chúng ta có đáp ứng với cái sự tôi luyện của Chúa hay không. Và sự tôi luyện đó nó có thể qua nhiều cái phương cách khác nhau. Bây giờ chúng ta trở lại Timothy nhì, chúng ta sẽ thấy ở trong câu 4, khi một người đi ra trận thì không lấy việc đời lụy mình làm vậy đằng đẹp lòng kẻ chiêu mộ mình. Sự trả giá để trở thành một người lính giỏi đó là gì?
là chúng ta không có lấy cái việc đời lụy, hay là không lụy việc đời, không lụy về vấn đề tiền bạc, không lụy về cơm áo gạo tiền. Thật ra cái điều này tôi đã được Chúa Ngài thử nghiệm rồi và tôi luyện rồi. Và Chúa đã cho chúng tôi có một cái sự trải nghiệm tuyệt vời trong lĩnh vực này. Năm 2008, sau khi mà vợ tôi sanh đứa con thứ hai, thì lúc bấy giờ chúng tôi thuê nhà ở bên quận 12. Và khi mà chúng tôi thuê nhà như vậy thì khoảng 5 tháng sau khi vợ tôi sanh đứa con thứ hai, thì vợ tôi lại mang bầu đứa con thứ ba, là con Út đó, con Út của tôi bây giờ. Thì lúc bây giờ thì là vợ tôi đang vừa có thai, vừa cho con bú, và đồng thời vừa phải may vá để có tiền cho tôi để hầu vị Chúa. Và tôi rất là hãnh diện về điều này. Tôi thường khoe với mọi người rằng cảm ơn Chúa, vợ tôi là người cung cấp tài chính cho tôi để tôi hầu vị Chúa. Tôi không xin ai hết, tôi hãnh diện như vậy. Tôi không hề xin ai đồng bạc nào. Và cho đến bây giờ cũng vậy, chứ tôi mà xin. Và tôi biết một điều rằng khi chúng ta hầu vị Chúa thì Đức Chúa Trời sẽ gửi cái sự cung cấp theo cái cách của Chúa. Ngài dùng con người để dâng hiến. Ngài dùng hội thánh, dùng người này, dùng người kia để dâng hiến. Chúng ta không có xin sợ. Tôi có xin là xin cho người khác, chứ tôi không xin cho tôi. Ví dụ xin cho anh em, những người ở xa, họ cần phải có cái giếng, cần chiếc xe này kia, là xin cho họ, tôi không xin cho tôi. Nhưng mà Chúa không bao giờ Chúa quên chúng ta. Thì lúc đó tôi, vợ tôi, buổi sáng đó thì tôi ra ngoài tôi cầu nguyện, và vợ tôi thì ở bên trong cầu nguyện bên trong. Mà có một điều là tự nhiên cái thằng con của tôi nó cứ khóc, nó khóc đêm. Mà vợ tôi ẩm lên thì nó nín, thả lên võng thì nó thức, nó khóc. Cái thằng mà ngày hôm qua đánh đàn ấy nè, mà cầm cái dây mà ru nó đó, vợ tôi ru á thì nó nín, mà vợ tôi ngừng ru là nó khóc. Con người ta khóc đêm, tôi cầu nguyện chưa đầy 5 phút chấm dứt luôn, khóc hết khóc luôn. Nhưng mà con mình càng cầu nguyện thì càng khóc. Tôi cột, tôi chối, tôi quăng, tôi ném đủ kiểu hết, nó cũng khóc. Những danh Chúa Giêsu, tôi cột chối lên quấy rối trên con của tôi, ra khỏi thân lại con của tôi, nó cũng khóc, khóc lớn hơn nữa. Tôi nói lạ thiệt. Bây giờ tôi còn để cái máy may mà kỷ niệm ở dưới á. Yeah. Chứ tôi bữa đó tôi ngồi, tôi mở Kinh Thánh tôi đọc. Tôi đang đọc như vậy, con tôi khóc, và tôi nói những danh Chúa Giêsu, cái quấy rối này không được quấy rối trên con của ta, để vợ của ta sẽ may vá để có tiền để ta hầu vị Chúa. Tự nhiên tôi nghe một tiếng phán, ai là người cung cấp tiền cho con để hầu vị ta? Câu hỏi đó tôi biết ngay. Dạ Chúa, ta làm cho con khóc đó. Chúa nói với tôi như vậy. Hả? Dạ ai cung cấp? Giờ vợ con không may được nữa. Chúng tôi đang dùng một cái hợp đồng rất lớn chị em. Năm 2008 hợp đồng đó là 100 triệu. Trong vòng có 2 tháng thôi là chúng tôi có thể có được ít nhất là phải từ 50 đến 70 triệu chi dùng trong lúc đó. Và trong tầm tay vợ tôi đã may làm cái rập rồi, và may mẫu rồi, đã gửi vào Pháp rồi, người ta đã chấp nhận rồi, và người ta chuẩn bị ngày mai là đổ tiền. Họ chia làm 3 giai đoạn để đổ tiền, lúc đầu là 20%, rồi sau đó là tiếp tục theo bao nhiêu phần trăm nữa. Nhưng ngay lúc đó Chúa nói với tôi như vậy, bây giờ ta làm cho con khóc đó, ai sẽ là người cung cấp tiền cho con? Và ngay lúc đó tôi nhận một lời hứa, giống như là La-ban nói với Gia-cốp, Đức Chúa Trời của cháu ban phước cho cậu. Và ngày Chúa nói, Chúa có một lời hứa cho tôi, ta sẽ ban phước cho gia đình của con qua chức vụ của con. Tôi bước vào tòa, nó nói vợ tôi, em, anh nhận được lời hứa của Chúa, em dám bỏ cái công việc này không, trả lại cho người ta đó. Và tôi nói nếu như là Chúa thì em bỏ. Rồi tôi gọi điện cho cái người kia, nói vậy, trả lại hợp đồng. Họ nói sao vậy, tất cả đã cái mẫu này đã xong hết rồi, người ta đồng ý rồi, ngày mai tôi sẽ chuyển tiền cho. Và tôi nói không, trả lại. Và khi vợ tôi gọi điện trả lại xong, thằng nhỏ hết khóc, khỏi cần cầu nguyện luôn, khỏi đuổi luôn, nhỏ hết khóc. Nhưng mà sau đó chúng tôi lại bắt đầu bước vào trong cái sự thử nghiệm. Tại vì rõ ràng công bố là gì? Chúa nói, và ta sẽ ban phước cho gia đình của con qua chức vụ của con. Và sau khi chút được cái gánh nặng đó, con hết khóc mừng lắm. Và em ơi, bây giờ thì gì vậy? Anh sẽ hầu vị Chúa, em chăm lo con đi, rồi chúng ta sẽ có kết quả, Chúa sẽ ban phước chúng ta. Sáng hôm, ngày hôm đó, tôi nhớ là ngày 22 tháng 8,
buổi sáng đó tôi ra ngoài tôi đọc kinh thánh, tại vì vợ tôi chăm con ở bên trong, tôi mới ra ngoài tôi đọc kinh thánh. Đang đọc như vậy tự nhiên tôi nghe tiếng khóc, tôi mới chạy vô. Tôi vợ tôi đang khóc. Tôi hỏi, ủa em sao vậy, em sao em khóc vậy, anh có làm gì cho em khóc không? Mà thường thường là nữ mà mới sanh mà kiểu mà buồn ấy này kia đó mà khóc đó là bị sẵn hậu là mệt lắm. Các cô là có con là biết rồi, stress đó. Thì vợ tôi nói không, anh không có làm cho em buồn nha. Ủa chứ sao em khóc? Không, em cầu nguyện với Chúa em khóc. Tôi mới hỏi rằng là vậy thì em cầu nguyện cái gì vậy? Thật ra tôi kể cái này không biết bao nhiêu lần cho họ thánh ở đây nghe rồi. Anh em có nghe rồi cũng đừng chán nha. Thì bà ta nói không, em cầu nguyện với Chúa em khóc. Thế thôi, tôi lui ra. Tôi nói để tôi đi qua bên cái bên nó có bán hủ tiếu. Hủ tiếu ở sớm mà bán thì có 10.000 tô thôi. Bữa tôi qua đó hủ tiếu lên 12.000 tô. Tôi còn đúng có 10.000 không mua được tô hủ tiếu cho vợ mình. Chàng ơi, tôi nói thiệt sự, cái thằng đàn ông không mua được cho tô hủ tiếu cho vợ mình để ăn, để có sữa cho con bú và nuôi con thêm một đứa con trong bụng nữa. Nó xấu hổ, vô cùng xấu hổ chị em. Tiền nhà thì người ta phải chuẩn bị để trả tiền nhà, không có tiền nhà để trả. Tôi nói cảm thấy, ô phải chi mình đừng có trả lại cái hợp đồng đó, bây giờ là ngon lắm rồi. Nhưng bây giờ trả rồi, giờ đâu có lấy được. Cái người không làm người ta hưởng rồi. Người ta lấy cái mẫu đó thì về thì chỉ cần may thôi, sướng. Còn mình nào là may mẫu ra rập luôn, tất cả mọi thứ cho họ hết luôn. Anh hùng lắm. Nhưng bây giờ là có không có được thêm 2.000 nữa để mua được cái tô hủ tiếu. Giờ chẳng lẽ giờ mua tô hủ tiếu không có thịt. Thôi cuối cùng không mua luôn. Ủa ai amen vậy? Tô hủ tiếu không có thịt mà amen luôn. Thì trong cái lúc đó đó chị, Chúa lại làm một phép lạ. Tôi đi mượn tiền của một mục sư. Gia đình của ông giàu lắm, mà ông cũng là người mà tôi đã từng giúp đỡ cho ông rất là nhiều. Kể cả cái hôn lễ của ông mà tôi cũng là người đứng ra để giúp đỡ đủ thứ hết á. Tôi mới nói nha, anh ơi, em trễ tiền nhà rồi, cho nên rồi em sẽ trả thôi. Thì mượn giờ nào trả? Tôi hỏi, có bao giờ em không trả đâu. Em mượn là mượn đỡ, rồi em sẽ trả. Nếu mà em cứ mượn hoài, chừng nào em mới giàu được? Khi tôi trở về, và phải nói là ngậm ngùi, mà đã trễ tiền nhà cũng mấy ngày rồi, khoảng 5 ngày rồi. Mà chủ nhà thì rất là dễ thương, họ không có đòi. Nhưng mà mình là cái trách nhiệm mình phải trả. Tôi về nhà đó vào buổi chiều, lúc đó khoảng 2-3 giờ chiều. Thì có người anh em gọi điện cho tôi. Em có nhà không? Nhà có, em ra đây. Có phải em đang thiếu tiền không? Tôi nói, ủa? Sao biết? Chúa nói với anh, bữa nay trưa nay anh cầu nguyện, Chúa nói là em đang thiếu tiền. Thì tôi mới nói, thì Chúa nói đúng rồi, thì em qua đi. Chờ anh khoảng 15-20 phút nữa anh chạy qua tới. Ở đó, chờ. Mà người đó tôi chờ và khoảng 15 phút sau thì người đó qua tới. Trong cái bao thư dán lại kỹ ở đây, Chúa kêu anh đưa em. Tôi mới hỏi kỹ lại nữa, cho mượn hay là dân hiến? Tại nếu cho mượn thì phải trả nữa, mất nợ nữa. Đấy không, cái này là dân hiến, Chúa kêu anh dân cho em. Dạ. Và cảm ơn Chúa, tôi mở ra đúng 2 triệu nha. Khỏi mất nợ, hiểu không ạ? Thật là tuyệt vời phải không? Hôm tôi trả nợ, có tiền mua hủ tiếu 12.000 cho vợ ăn. Và sau, chúng tôi cũng có một ít tiền dư đó thì bắt đầu để vào dịp 2 tháng 9 đó, tôi mới đưa con tôi về quê thăm bà nội. Tôi đi với mẹ vợ tôi. Ngày xưa đi bằng chiếc xe Angel của hãng SYM, được chiếc xe đó là ngon lắm rồi đó. Nên tôi đi về. Tôi vừa về tới thì vợ tôi gọi điện, anh ơi, ủa cái chứng minh nhân dân của em đâu rồi? Thường thường là đi đâu vợ tôi thường hay giữ chứng minh nhân của vợ tôi để không có bị lạc, vợ tôi lo con cái này kia sợ bị lạc. Nói, ủa trong túi anh nè, có chị gì không em? Ở nơi có người gọi điện, họ nói họ ở một cái công ty nào đó, họ gửi cho em một số tiền lớn. Mà em họ nói là phải có chứng minh nhân dân mới nhận được. Tôi nói, ủa công ty nào lớn? Em có quen ai nước ngoài không? Dạ không. Thì công ty lớn là ai? Và thế là tôi về vừa về tới quê xong thì
vợ tôi lại gọi điện 2-3 lần rồi nói rằng là sáng họ cũng gọi, chiều họ cũng gọi. Thì thay vì tôi ở chơi tới mấy ngày thì cuối cùng tôi rút ngắn cái thời gian tôi về. Và tôi về tôi chờ, tôi về tới nhà buổi tối vào ngày 3 tháng 9. Thì đợi chờ cả buổi tối, qua buổi sáng không có một người gọi. Tôi nói ồ cái này người ta chơi khăm mình rồi. Và tôi nói không, trong tâm linh em nhận ra được rằng là Chúa ngày cho em á. Tại vì có lần kêu vợ tôi nói rằng là anh sao mình hầu vì Chúa mà không thấy phép lạ. Tôi nói em nói kìa, phép lạ nè, đuổi quỷ người con nguyên được chữa lành. Không không, em muốn phép lạ về tài chánh. Và tôi xin như vậy là phép lạ về tài chánh. Thì tôi về tới ngày buổi sáng không có cuộc gọi, đầu giờ chiều không có cuộc gọi, 2 giờ chồng không ngủ trưa luôn tại vì chờ. Chờ và cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện chờ. 1 giờ rưỡi, 2 giờ, 3 giờ. Em ơi, vậy là không có rồi, cái này người ta chơi khăm mình rồi đó. 4 giờ. Rồi, coi như là xong ngày nữa rồi. 5 giờ. Không thấy ai gọi hết. Thất vọng rồi. Khoảng 5 giờ rưỡi có điện thoại gọi cho vợ tôi. Ông xã đem cái chứng minh về chưa? À, có rồi. Đây, bây giờ ở đâu chỉ cho tôi để tôi vào. À, họ chạy vô tới. Thì trên cái tờ thường thường người ta dâng hiến gửi tiền, có chuyển tiền là có cái người gửi. Có người gửi. Thì cái người gửi đó là bạn của vợ tôi. 6 năm rồi đi nước ngoài, đi ở Úc. Không có về, chưa có về Việt Nam. Thì bữa đó thì vợ có người chồng, mà người chồng thường hay nói là chú phán với anh. Con này nó em không tin chú phán. Thì em cầu nguyện với Chúa đi coi chú phán hay không. Thì con này mới cầu nguyện: Chúa ơi, để có ông chồng con có thật không là chú phán cho con. Con này đang đưa con đi học trên freeway, đang chạy như vậy nghe tiếng khóc, nghe tiếng một cô gái khóc. Con này ủa ai khóc vậy? Nghe tiếng phán con gái ta đang khóc. Con này tấp vô cái đường dừng khẩn cấp. Ủa con gái của Chúa là ai mà nó khóc? Chú biết bao nhiêu con gái mà nó khóc? Con gái ta Trương Thị Kim Vân đang khóc. Con hãy đi đến cái nơi gửi tiền, gửi cái tiền tiết kiệm của con cho con gái của ta để lau ráo nước mắt của nó. Cô này chạy tới cái chỗ chuyển tiền, lấy ra 100 đô chuyển, chú nói chưa đủ. Lấy thêm 100 nữa, chú nói chưa đủ. Thêm 100 nữa, chú nói chưa đủ. Chú ơi con có 700 đô mà giờ con dân 300 mà chưa đủ. Lấy thêm 100 đô, chú nói đủ rồi. Gửi đi, 400 đô trong thời điểm 2008. Sau đó gửi cho chúng tôi chỉ cái email thôi, ghi là gia đình. Gửi, khi nhận được hãy gửi cho chúng tôi là xác nhận là nhận được qua cái email này thôi. Sau khi chúng tôi nhận thì tôi thấy ở trên ghi tên là bạn của vợ tôi. Cho nên tôi nói anh đã biết ai là người gửi rồi, bởi vì cái người chuyển tiền đã không có che lại, cho nên anh biết em là ai rồi. Thì tôi gửi cái lời cảm ơn. Sau đó thì người này viết một cái thư tay gửi về cho chúng tôi. Và người này nói như thế này: em muốn anh xác nhận lại giùm em, có phải ngày đó vợ anh khóc không? Anh chị em thấy kinh khủng không? Vợ tôi khóc ở trong phòng, mà chú đem tiếng khóc đó vượt qua đại dương đến trong chiếc xe của cái người cần biết được ý Chúa đó. Mà Chúa cho chúng tôi nhận số tiền đó trang trải tất cả nợ nần, và chúng tôi còn dư lại để tiếp tục sống và phục vụ Chúa. Có những lúc anh chị em chỉ cần khóc với Chúa, đừng khóc với ai nữa. Chúng ta khóc với Chúa thì Chúa Ngài sẽ lắng nghe hết. Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được để cầu thay cho anh chị em. Có những lúc chúng ta không phải là khóc vì tủi nhục, nhưng mà chúng ta khóc có thể rằng khóc vì có rằng: Chúa ơi, con muốn được cái sự trải nghiệm, con muốn được một cái gì đó Chúa thăm viếng con, con muốn cái gì đó Ngài sống thật sự, Ngài là sống sống động ở trong con. Đây là những cái kinh nghiệm mà nó là kinh nghiệm bằng nước mắt của chúng tôi. Và kể từ đó
vợ tôi không hề nói với Chúa ơi, Ngài làm phép lạ cho con nữa. Anh chị em có tin là lời chứng này của tôi không? Dạ. Và cảm tạ Chúa. Kể từ đó vợ tôi ngưng hoàn toàn, không còn đi, không còn làm nữa, không còn phải may vá nữa. Tôi nói em phải chăm sóc cái bầy nhỏ của mình đi, thì anh sẽ đi ra hầu vị Chúa. Đến khi mà con tôi, các con tôi lớn, thì lúc đó vợ tôi đồng công với tôi. Và cảm ơn Chúa bây giờ vợ tôi đồng công với tôi. Tôi đi đâu vợ tôi cũng có thể đi theo cùng được. Cho nên thưa anh chị em, có những lúc anh chị em chịu khổ, Đức Chúa Trời không bao giờ quên anh chị em đâu. Ai đang chịu khổ, ai đang khó khăn, ai đang chịu cái sự nghịch cảnh, ai trong đang chịu những cái sự áp lực, và thậm chí có thể cái sự khốn nạn nữa, mức độ đến mức độ là khốn nạn nữa. Và tôi khích lệ anh chị em ngay ngày hôm nay hãy trao gánh nặng lên tay Chúa, và nói với tinh thần chính xác với một điều rằng Chúa của anh chị em đang hầu vì Chúa là đấng sống. Ngài lắng nghe hết tất cả những năn nỉ của anh chị em. Ngài biết rõ thấu tất cả những cái sự đau khổ của chị em. Nếu cái điều gì anh chị em chịu đau khổ mà Chúa chưa từng trải qua, anh chị em có quyền kiện Ngài. Nhưng mà Chúa của tôi đang thờ phượng, Chúa tôi đang hầu việc, Ngài là một đấng trải qua tất cả mọi sự, Ngài chịu sự cám dỗ, nghịch cảnh tất cả. Và thưa anh chị em, Ngài không hề không cảm thông chúng ta đâu. Ngài đã trải qua, Ngài cảm thông sự yếu đuối của chúng ta nữa. Khi anh chị em bắt đầu đóng lại tất cả mọi sự than vãn đối với con người, đối với cái điều mà Chúa kêu gọi mình, thì lúc bây giờ anh chị em đang mở cửa thiên đàng để Ngài sẽ cho anh chị em kinh nghiệm một cái mức độ mới của thiên đàng, chứ không phải mức độ của thế gian này đâu. Đức Chúa Trời của chúng ta có nhiều cái nguồn lực để Ngài ban cho chị em và tôi, để giúp anh em và tôi vượt qua được đó. Tháng 9 vừa năm rồi tôi đi Mỹ. Ai cũng nói đi Mỹ về chắc có là dư lắm. Đúng, chúng tôi về chúng tôi có dư. Chúng tôi dư cũng được mấy ngàn đô do anh chị em yêu thương họ dâng hiến cho tôi. Nhưng mà vừa về xong thì tôi lại phải trải qua một cái cú sốc khủng khiếp về vấn đề tài chính. Tôi cũng dành dụm được số tiền mà mượn thêm vợ em của tôi, rồi bên vợ, rồi bên tôi, để chúng tôi có một số tiền để chúng tôi đầu tư. Nhờ một người làm ăn mà chúng tôi đầu tư để chúng tôi có tiền thu nhập thụ động. Và bốn cái chân, hai vợ chồng kia là hai, tôi là một, thêm một mục sư nữa là một chân nữa. Và chúng tôi xây dựng một cái hệ thống nuôi tôm công nghệ, và số tiền đầu tư tổng cộng là 2.8 tỷ, chia ra mỗi người là 700 triệu. Tôi thì trong tôi chỉ có vỏn vẹn được khoảng chừng 200 triệu thôi. Và chúng tôi phải mượn thêm một số tiền. Mà tôi nói lần là đầu tư từng phần vậy đó. Làm tới đâu thì tôi cố gắng tôi xoay để có tiền. Và cuối cùng thì phần của tôi cũng được. Nhưng mà cái ông mục sư kia, ông nửa chừng cái ông rút. Ông nói không, ông không có khả năng. Ông có 100 triệu, ông không có khả năng. Rồi cuối cùng ông dừng lại. Ông dừng lại và thế là cái công trình nó đang làm gần xong rồi. Mà bây giờ thiếu. Thì tôi mới gặp một hai vợ chồng của em này, cũng là một người nhân sự trong hội thánh, xin lỗi, trong trường kinh thánh mà tôi dạy. Hai em rất quý tôi và tôi cũng quý hai em nữa. Và tôi chia sẻ điều này thì hai em mừng lắm. Ô như vậy thì cái này con biết. Thôi cho con hùng với. Hai vợ chồng đi cầm cái nhà, vay tiền, vay 800 triệu đưa tôi 700. Gửi vô để bắt đầu làm. Ô thì công trình làm xong rồi bắt đầu cũng nuôi mẹ tôm. Mẹ tôm đầu tiên, đúng ra chúng tôi rất là lời luôn chị em. Mẹ tôm đầu tiên là lời. Nhưng mà do cái giá tôm nó bị hụt xuống do Covid. Thế là lời không có bao nhiêu. Chúng tôi cho luôn cái người chăm sóc đó. Nhưng tiếp theo cái mẹ tôm thứ hai mới nuôi được có khoảng 2 tuần lỗ. Nó bị chết. Và là chúng tôi lỗ mấy chục triệu. Rồi bắt đầu đùng một cái thì bên EU nó cấm, nó phạt thẻ vàng tôm Việt Nam. Rồi ở Nhật nó không nhập. Rồi ở Trung Quốc nó không ăn tôm của Việt Nam. Thế là bắt đầu nó đau xuống. Mà toàn là cái tiền thì mình đầu tư thì có nó, mà cái ngân quỹ vốn của mình nó không có nhiều. Và cuối cùng thì mọi việc nó dừng lại hết. Thì cái em kia đó là nó vay ngân hàng, cho nên mỗi tháng đóng lời gần khoảng 10 triệu. Nó chịu như vậy là hơn một năm. Nó nói bây giờ con hết chịu nổi rồi, bây giờ thầy ơi, giờ cho con rút. Tiền đâu rút. Cuối cùng thì tôi phải nói rằng thôi bây giờ chiếc xe của thầy thôi, giờ
đưa cho hai chồng chạy kiếm, chạy chạy xe công nghệ đi, chạy rap gì đó hay là gì đó để chạy đi. Thì trong lúc đó là tôi đang đi bên Mỹ và tôi đưa cho xe cho chạy. Chạy xong thì cũng không có được giải quyết được đâu vào đâu. Và cuối cùng thì hai vợ chồng nó nói bây giờ tụi con bây giờ bằng cách nào đó thầy phải đưa hoàn vốn lại cho con. Ôi tôi nói anh chị em, trong một thời điểm ngắn mà phải hoàn vốn, tôi nói bây giờ thầy không còn vốn, chỉ còn có duy nhất chiếc xe thôi. Thì giờ nếu cần thì tụi con lấy xe đi. Đó là giải pháp. Bây giờ nó bây giờ thầy định chiếc xe giá bao nhiêu đi rồi con tính. Lúc đó xe tôi nếu mà bán ra bên ngoài thì khoảng 400 cho đến 420. Nhưng mà tôi định giá là 320. Tôi nói định giá để tôi chuộc lại. Có nghĩa là tôi nghĩ thời gian là tôi sẽ chuộc lại được thôi. Có nghĩa là nuôi mẹ tôm xong tôi lấy tôi chuộc lại thôi. Nhưng mà nuôi mẹ tôm thất nữa. Cuối cùng là không còn gì hết. Tôi bắt đầu tôi vay tiền để trả cho em đó. Tổng số tiền tôi vay là 350 triệu để trả cho em đó. Và chúng tôi trả dứt. Mới dứt cho tháng trước. Và có nghĩa là tôi không còn gì hết. Song song đó thì tôi cần rất cần xe để đi hầu việc Chúa. Và tôi phải thuê. Thuê nếu mà thuê tháng thì nó rẻ hơn là thuê ngày. Cho nên tôi chọn thuê tháng. Nghĩ đi nghĩ lại tháng cũng 10 mấy triệu. Và thuê để đi. Cứ vậy, cứ vậy. Trong cái chuyến vừa rồi chúng tôi đi lên trên miền cao để huấn luyện và cũng như thăm các em. Và tôi nói Chúa ơi, bây giờ ngày con cần chiếc xe, và nếu đây là cái dấu hiệu mà ngài cho con chiếc xe thì con sẽ giữa tôi với Chúa có một cái giao ước. Tôi xin nói là tôi xin một điều khó. Ai đây bây giờ cho mình tiền mua xe? Mua xe là tôi nói là phải mua xe mới chứ mua xe cũ. Thế cho nên tôi đi như vậy thì trước đó thì cũng có chúng tôi có cầu nguyện cho vấn đề này. Và chúng tôi thấy dường như là mọi sự đều rất là khả quan. Nhưng mà cuối cùng thì không có. Nhưng mà khi mà tôi cầu nguyện như vậy và đi thì cái người một người cô này, cổ nghe được cái bài giảng của tôi. Cổ nghe xong và cổ đến, cổ liên lạc với vợ tôi chứ không liên lạc với tôi. Cổ liên lạc với vợ tôi. Và cổ nói rằng là chú kêu tôi đến dâng hiến số tiền này như là hạt giống để cho mục sư mua chiếc xe. Và tạ ơn Chúa. Trong lúc tôi đi học về Chúa, tôi nói ma quỷ nó muốn ngăn tôi không cho tôi đi học về Chúa ở vùng sâu, vùng xa là nơi mà Chúa đang kêu gọi tôi. Và nếu ma quỷ nó muốn ngăn trở mà tôi lại chiều theo nó, tôi không đi. Chẳng hạn tôi ăn vạ với Chúa, giờ nó con muốn đi giờ, nhưng mà tại vì con hết không có xe. Được không ạ? Đó lý do tốt không ạ? Đúng không ạ? Nhưng mà tôi nói bây giờ nó không muốn tôi đi thì tôi vẫn đi. Không đi bằng ô tô thì tôi cũng đi, có thể đi bằng xe máy. Và không đi bằng xe máy tôi cũng có thể đi xe đò. Còn nhiều cách đó tôi đi mà. Và tôi quyết định tôi đi. Đang lúc tôi đi như vậy thì Chúa đã đem sự tiếp trợ. Và thưa anh chị em, tôi đã đặt cọc chiếc xe mới. Có thể trong tuần này hoặc là đầu tuần sau tôi nhận chiếc xe. Đức Chúa Trời có keo kiệt với chúng ta không? Tôi nói một điều đây cho em. Tôi yêu quý hai vợ chồng kia. Tôi không muốn họ bị thiệt hại. Tôi chấp nhận mất. Tôi chấp nhận mất. Để cho anh em tôi không bị thiệt hại. Họ cũng bị thiệt hại nhưng mà chút xíu. Phần nhỏ thôi. Rồi xong đó tôi mới đầu tôi đến cái chỗ mà đầu tư đó. Tôi vợ tôi đến là nó muốn rằng là bây giờ tôi muốn rút một phần vốn. Đặng đắp vô tôi mua luôn chiếc xe. Mua tiền mặt luôn. Nhưng mà cuối cùng thì cái người đó ngập dưới đó họ nói giờ không làm ăn được, càng làm ăn càng lỗ, tại vì cái giá tôm thì quá thấp mà cái giá thức ăn thì quá cao, càng làm càng lỗ, cho nên bây giờ tạm thời ngưng chờ thời cơ để làm lại tiếp. Cuối cùng hai vợ chồng đi về tặng cho một bịch gạo 5 kg, bịch khô cá về. Chúng tôi tập thỏa lòng trong mọi sự anh chị em. Thật ra muốn trở thành một người lính giỏi của Chúa thiệt sự khó anh chị em ạ. Nhưng mà trong đâu đó Chúa luôn luôn ngài có một cái kế hoạch cho chúng ta. Chúng ta có dám theo đuổi cái kế hoạch đó hay không?
Thường á, mắt thấy thì lòng giấy. Thomas nói chừng nào ngón tay tôi đặt vào trong tay của Ngài, ngón tay này đặt vào sườn của Ngài, chẳng thấy tôi mới tin. Chúa nói phước cho những kẻ không thấy mà tin. Đấng mà chúng ta đang thờ phượng rõ ràng tôi mà em không nhìn thấy, nhưng Ngài đang có đang hiện diện ở đây không ạ? Ngài có đang hiện diện ở trong những lúc anh chị em đang đi hầu việc Chúa ở những nơi sâu, nơi xa, nơi khó khăn, nơi mà không ai muốn tới không ạ? Những tại nơi đó anh chị em có than vãn không? Có anh than khổ không? Đừng than khổ nữa. Chấm dứt sự than khổ thì thiên đàng sẽ được mở ra cho anh chị em. Sự tiếp trợ của thiên đàng theo một cái cấp độ của thiên đàng, nó không phải là cấp độ của thế gian. Chúa sẽ làm như vậy cho chúng ta. Và tôi nói với anh chị em cái điều này là đó là điều mà tôi đã trải nghiệm chứ không phải là điều mà lý thuyết xuông. Mà Đức Chúa Trời của tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em ở nơi vinh hiển trong Chúa Jesus Christ. Hãy chấm dứt cái sự than thở. Hãy chấm dứt sự than vãn. Hà tha quỳ gối trước Chúa. Thà có thể khóc với Chúa để trình bày duyên cớ của mình trước mặt Chúa, nhưng đừng than thở và đừng bao giờ đánh đố với Chúa rằng nếu mà Chúa không tiếp trợ cho con nghĩ con không hầu vì Chúa nữa. Không, nếu chúng ta đánh đố như vậy, chúng ta có thể dừng lại, đừng bước vào trong chức vụ hầu vì Chúa. Chúa không ép chúng ta bước vào chức vụ hầu vì Chúa, nhưng mà đời bước vào rồi thì anh chị em chấm dứt hoàn toàn, đừng than khổ nữa. Như vậy để trở thành một người lính giỏi của Chúa, chúng ta thấy như là Eli đã tố cáo dân sự Chúa, kiện cáo dân sự của Chúa, và ông đã không tiếp tục công việc của Đức Chúa Trời được. Nhưng tôi và anh chị em ngày hôm nay, chúng ta đã ở trong cái giao ước mới, chúng ta có ánh sáng của tân ước, chúng ta có Thánh Linh của giúp, chúng ta thật sự chúng ta hơn cả Eli ngày xưa anh chị em. Công việc của Chúa có thể mỗi nơi mọi khác, ở Sài Gòn khác, ở miền xuôi khác, ở miền cao khác, nhưng mà chúng ta hãy tạ ơn Chúa vì Chúa đặt để con ở trong khu vực đó. Chúa đặt để con ở trong cái công trường thuộc linh này, là con tạ ơn Chúa về ngày dùng con trở thành một người lính giỏi, phải chịu khổ. Và cái điều cuối cùng mà sứ đồ Phaolô khuyên Timôthê ở đây đó là gì? Ở trong cái diễn trường đó, mà nếu mà đấu thì phải đấu theo luật. Anh em nhớ nha, hầu vì Chúa chúng ta phải đấu theo luật. Không cần phải ganh tị đâu. Không cần ganh tị với người này, không cần ganh tị với người kia. Nhưng mà chúng ta làm đúng luật. Một trong những cái luật mà tôi thấy đó, đó là chúng ta đừng dẫm đạp lên nhau. Đừng dẫm đạp, đừng lôi kéo, đừng dẫm đạp. Bởi trong đấu trường mà chỉ cần mình sai luật một cái thôi thì dầu cho mình thắng mình cũng thua. Cái ông nào bị cắn lỗ tai đó trong đấu quyền Anh đó, Madison cắn lỗ tai của gì Phil, Copperfield gì đó hả? Không phải Copperfield gì á? Cắn đứt cái lỗ tai của ông kia. Chứ là phải đấu theo luật. Chúng ta làm sai luật là chúng ta dẫu có thành công thì chúng ta cũng không có được phần thưởng đâu. Nha. Yeah. Tôi thấy nhiều người ngày hôm nay nó lôi kéo đủ kiểu hết, khoe rồi chụp hình đăng lên, ô thánh tôi đông này kia. Nhưng mà thật sự thì có phải là do công sức của mình đâu? Đừng làm như thế. Ha. Đừng làm như thế. Phải làm một cái trung tín, cứ hết lòng, hết sức, hết linh hồn để hầu việc Chúa. Rồi đối với người cày ruộng thì sao? Phải khó nhọc. Anh chị em không thể ngồi chơi xơi nước được, mà anh chị em phải chịu khó nhọc. Cái sự khó nhọc của anh em, Chúa đều nhìn thấy cái khó nhọc của anh chị em. Sau bài chia sẻ này sẽ có một số người sẽ nói rằng say goodbye, Chúa ơi thôi con tạm biệt, con không đến dấn thân nữa đâu. Nhưng có những người cũng sẽ được thách thức mà cảm ơn Chúa vì con thấy được cái cuối của con đường đó là gì. Amen. Xin Chúa thêm sức cho chúng ta để thật sự là một người lính giỏi của Chúa Jesus Christ. Amen. Con quyết tiến bước trên con đường Chúa đã chọn. Đó là lúc chúng ta cầu nguyện với Chúa để dâng trình hành trang của mình ở trong tay Chúa. Và Chúa ơi, hãy giúp con vượt qua, giúp con đắc thắng. Xin mời tất cả chúng ta cùng nhau đứng. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.